Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Tháng 12 năm 2020, thông tin nghệ sĩ Trí Tài đột ngột qua đời vì đột quỵ khiến cả showbiz Việt vô cùng thương tiếc. Trong tang lễ được tổ chức tại Việt Nam và Mỹ, gia đình cố nghệ sĩ đã thông báo từ chối nhận vòng hoa, số tiền phúng viếng sẽ dùng để lập quỹ từ thiện theo đúng di nguyện còn dang dở của chú. Cho đến sáng ngày 22 tháng 2, anh trai cố nghệ sĩ Trí Tài đã gửi lời cảm tạ và công bố số tiền phúng viếng ca sĩ Phương Loan cùng gia đình nghệ sĩ Trí Tài, chúng tôi xin được trân trọng thông báo, quỹ từ thiện nghệ sĩ Trí Tài với mục đích dùng số tiền phúng điếu và đi vòng hoa trong tang lễ để giúp đỡ các nạn nhân bị thiên tai tại Việt Nam với số tiền là 83.000 đô la Mỹ, tương đương gần 2 tỷ đồng, do quý nghệ sĩ, quý thân hữu và quý thính giả ái mộ đóng góp. Được biết, nghệ sĩ Hoài Linh sẽ thay mặt gia đình thực hiện những di nguyện cuối đời của cố nghệ sĩ Chí Tài. Số tiền này này đã được chuyển đến nghệ sĩ Hoài Linh tại Việt Nam ngày thứ hai, ngày 22 tháng 2 năm 2021. Nghệ sĩ Hoài Linh sẽ thay mặt gia đình chúng tôi để thực hiện các công việc từ thiện tại Việt Nam qua số tiền đóng góp của quý vị. Chúng tôi sẽ xin được tường trình tổng kết đến với quý vị sau khi các công việc từ thiện đã được thực hiện. Anh trai cố nghệ sĩ Chí Tài công bố số tiền phúng viếng gần 2 tỷ đồng lúc sinh thời nghệ sĩ trí tài có dự định giúp đỡ bà con miền trung khắc phục hậu quả sau đợt lũ lụt nghệ sĩ hoài linh đã nhận số tiền trên từ gia đình cố nghệ sĩ trí tài nam danh hài sẽ thay mặt người chi kỷ quá cố thực hiện những dự định còn dang dở